2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8. Lâu quá cả nhà nhắc anh Hậu hoài. Bữa nay có anh Hậu, bữa nay hai anh em mình gặp nhau giao lưu với khán giả nha anh Hậu nha. Rồi, lâu quá khán giả nhắc anh không hỏi anh Hậu đâu mất rồi. Quá bận. Sao rồi tình hình mía rồi sao rồi? Mía thì nói anh thì sợ anh buồn, đủ sống qua ngày. Dạ. Yeah. Cứ tới tháng là phải đi sắm vàng này nọ. Ok, bây giờ chưa là hai anh em mình kiếm gì ăn nha anh Hậu ơi. Rồi đi kiếm đi ăn đi. Đi ăn gì ta? Thôi ăn mì gõ đi. Rồi. Ha, ok. Kiếm mà bữa nay là đi mì gõ đi. Bữa nay là em mời anh Hậu nha. Từ lâu quá anh em không ăn uống chung này kia, cho nên là cho em mời anh bữa nha. Không biết cái chỗ gì mì gõ có all you can eat không ta? Muốn ăn gì ăn hả? Muốn ăn bao bụng á, ăn kiểu bao bụng mì gõ ăn bao bụng. Em nói bữa nay là em đãi anh muốn ăn bất kỳ cái gì anh muốn. Rồi, cứ quyết định vậy đi. Thì cái tiệm mì gõ cũ là người ta dẹp rồi nha anh Hậu. Anh biết không? Tôi cũng nghe tới. Có nghĩa là cô chủ là cô dọn qua một chỗ mới, cái chỗ này rồi. Bự hơn, lớn hơn, kế bên Chạm Chim luôn á. Đúng, Chạm Chim 1. Ồ, của anh Chạm Chim đó thì chim mấy ta không biết. Chim 2. Chạm Chim 2, Chạm Chim 2. Chim 2 đúng rồi, 2. Dọn qua anh đó rồi. 2. Nó nằm ngay đường Bush Hall lại. Có mấy có vài khán giả cũng hỏi vào trời Cali á, có nhắn ủa sao tới ăn mì gõ mà biết tiệm đâu muốn tiêu rồi, thì cái tiệm là đổi cô chủ cô đã đổi qua bên đường Bô Sa nha cả nhà. Bây giờ hai anh em mình tới đó ăn. Rồi. Ừ. Bên này thèm xíu quách rồi quá. Rồi, có lý. Có lý ha. Có lý. Chơi một cái mì gõ khô. Dạ dạ dạ, thập cẩm á, chơi thập cẩm. Tô xíu quách. Đúng rồi. Tô xíu quách. Yeah. Thấy còn hấp dẫn quá. Cái đó ăn kiểu mà chất lượng luôn á. Bao bụng quá, cái đó là kiểu bao bụng á. Bữa nào anh đi lấy mía anh nhắn em đi chung với anh bữa nha anh Hậu. Ủa mà có quay được không ta? Được. Nó cho mình vô không? Được. Vậy hả? Được. Cái có quay được cái coi được cái khúc chặt cái gì không hay bó sẵn hết rồi. Được. Chặt luôn. Ồ vậy hả? Có luôn, thấy luôn hả? Ai tôi bảo đảm với anh vô là tôi cho đầy đủ hết. À vậy hả? Giống như tập cẩm á. Để tôi đem, nhớ đem theo cái máy xay lên đó luôn nha. Đầy đủ hết, trời ơi. Có mía xong là ép uống tại chỗ luôn. Đúng. Đó. Có lẽ tại vì trên chợ nó tôi có cái là sao tôi phát cho người cái búa đó để đập cho nước đó. Chặt xong rồi là đập luôn. Tại vì hồi xưa người ta nói cán tất như này, cán này là cũ rồi. Ừ. Giờ tôi phát người cái búa giống như đập cua vậy đó, đập cua ăn vậy đó. Mía này của anh Hậu là chỉ có ép thôi nha, chứ không cắn được nha, cắn là gãy răng. Thì đó tôi mới phát cái mũi cười cái búa. Đây tiệm gì mì gõ, tiệm đã đổi ra chỗ này bự lắm nha cả nhà, nằm ở đường Bô Sa ha, kế bên Chầm Chim nè, dễ nhớ. Để có anh chị hỏi bầu trời Cali á thì đây ha, đây là đường Bô Sa ha, đây là Phước Lộc Thọ nằm bên đó. Ở đây cái khu này hello. Tiệm mới rộng quá, hai em. Tiệm mới đổi vào đây rộng ha, rộng hơn kia. Có bà chủ ngồi dưới kìa. Thấy rồi. Ok, ngồi đâu ta? Ngồi đâu rộng. Hello, khỏe không chị? Lâu quá mới gặp. Trời ơi, ở đâu mà chị có cái xe hủ tiếu gõ ở Việt Nam nè. Xe hủ tiếu gõ nha. Hồi xưa ở Việt Nam là mấy cái xe này xe hủ tiếu gõ nè. Xích lô nè. Ok. Rồi. Để anh coi. Thôi bây giờ anh ăn hủ tiếu đặc biệt đó. Rồi. Thập cẩm nha, thập cẩm rồi. Nha. Khô nước. Khô đi. Dạ khô ha. Anh khô luôn, thập cẩm luôn. Cho anh tô xíu quách. Rồi. Hai cái tiếu hủ tiếu thập cẩm. Dạ. Hai tô xíu quách luôn. Dạ. Hai tô xíu quách luôn, ăn cho đã luôn. Rồi. Rồi chơi luôn. Trà đá luôn ha. Rồi. Trà đá luôn. Rồi. Món mới là chị Thái sầu riêng đó, mình có ăn thử cho mình. Hai cho hai ly luôn. Rồi. Dạ. Bữa bên hai là cho ba anh ăn nha. Dạ. Anh ăn thoải mái nha. Dạ. Chè Thái á, em đừng có để sầu riêng. Dạ không, nó có sẵn trong đó luôn. Thôi vậy em ăn cái khác đi, tại ăn khác đi. Anh vậy mình ăn đậu hũ nước đường với nước dừa theo kiểu Việt Nam mình luôn. Rồi rồi, dạ. Xong vậy đi. Rồi. Vậy là đổi là một cái chè Thái một cái tô khô ha. Dạ. Dạ rồi, gì nữa không ạ? À? Rồi anh có cần gì nữa không? Thôi vậy trước đi, em có gì gọi sau. Rồi cảm ơn em. Là hai cái hủ tiếu thập cẩm khô.
khô, hai xíu quách, hai chè đá, một chè thái với một cái tôm khô ha. Rồi, dạ, ok. Rồi. Cho anh mượn cái menu, có gì anh có gì anh cần thêm gọi gọi. Này cả nhà ơi. Đây nè, địa chỉ nè ha các anh chị. Đó, vậy đi cho dễ chứ nhiều khi anh chị hỏi vào trời Cali hoài, rồi Cali không có thời gian để trả lời cho từng người được. Đây là những cái món mà hầu như là cũng khá quen thuộc. Cũng rẻ 11 đồng tô à. Đã quá, đã quá. Đói quá, sáng giờ luôn. Đây có chè tùm lum luôn nè. Đây có mấy món đặc biệt nè, mấy món đặc biệt nè. Dạ. Này nè, này những cái gọi thêm nè. Gì nữa ta? À. Chén tép mỡ. Ăn ừ, được, ăn được. Được, được, hai được. Chén tép mỡ. Được rồi. Thêm một dĩa giá nữa, vậy đâu nữa. Xong. Đó. Ăn chỗ đó đã nha, đồ đồ ăn đói quá. Không công nhận chị chủ này có cái mắt thẩm mỹ ha. Chị làm mấy cái xe mì gõ rồi xe xích lô nhìn nó. Tôi thích nhất là xe xích lô á. À, đúng rồi, xe xích lô nhìn đẹp không? Xe xích lô. Và bây giờ bên Cali này chỉ có hai tiệm có. À. Một tiệm là tôi biết ở chỗ Tỉnh Tắm Chai. Còn một tiệm này có thôi. À. Còn ngoài ra là tôi không thấy tiệm nào có hết á. Hay ha, sao cổ ship được xe xích lô qua hay cả nhà. Chắc cái này là cũng năn nỉ người ta lắm á. À. Không, em nghĩ biết sao anh Hậu. Lúc họ ship ra họ tháo hết. Đúng. Sau đó qua đây mới ráp lại. Ráp lại. Ráp lại. Cho nên nó gọn lại, nó gọn lại. Thì cái này cũng kiểu mà tìm tòi dữ lắm mới được. Tại vì xe xích lô với Việt Nam là nó không ra được nữa rồi. Mà hay làm mấy cái này là nó hay nè. Kiểu xưa. Có nồi nước lèo rồi thấy không? Rồi hồi đó là có than ở dưới chứ không có xài ga đâu. Đúng, than ở dưới. Là nếu mà theo tôi hiểu á là tô để trên luôn. Tô cái này luôn, tô cái này luôn. Tô lại thịt thà là để trên này hết. Đúng rồi. Ví dụ mà họ mà bán á là họ sẽ có một cái tủ kiếm. Đúng, đúng, đúng. Bỏ thịt bỏ đầu vô ngay góc ngay bình bông á. Đó, mì hủ tiếu để trên luôn. Đúng rồi, trong tới. Còn cái dưới là mấy cái chén là nem nướng. Đó. Nó có hai hộp không? Không. Không có hộp. Không. Hả? Xưa đó là phải có hai hộp. Ừ. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này nó trụng hủ tiếu nè. Hủ tiếu mì, còn cái này là nước lèo nè. À. À, ở đây có những cái món rất là đặc biệt nha cả nhà. Ví dụ như tép mỡ nè. Ăn rất là giòn, rất là ngon. Cả nhà là bỏ vô tép mỡ ăn chung với mì khô hoặc mì nước gì cũng được. Giòn, ngon, béo lắm. Nè, có trứng cút, bò viên, tôm, chán thịt băm, tim gan, bò bắp. Ồ, đã không? Mình rất là thích ăn gan nha. Ok, mình sẽ gọi thêm gan. Rồi, cảm ơn luôn. Rồi. Rồi, cái này để qua đây đi. Chút nữa tính sau đi. Tính sau rồi. Cái đó còn của anh đó. Của tôi. À. Rồi. Đó, của anh. Rồi, cái đó để sau đi. Này, để sau đi. À. Bói bụng bán rồi. Mình vớt cái này trước đi. Gần 3 giờ rồi. Sáng nãy giờ tôi đi công chuyện tự nhiên hên sao gặp anh ấy, thôi anh em đi ăn luôn nó vui thôi thì tình cờ mà tình cờ nó hay hơn. Cái shop này là hầu như là đặc biệt của chị chủ quán chỉ chế ra nha. Cái shop này là shop của mì khô là cho tiệm này thôi, do tiệm này thôi, có nghĩa là chỉ là nghiên cứu ra cái shop này chứ không phải là mua ở bất kỳ một cái tiệm nào tiệm nào hay chợ nào hết. No. Chỉ tự chỉ làm ra cái shop này có lý ha. Đó, nhìn thấy hấp dẫn không bà con? Rồi, cảm ơn. Đó, nhìn thấy rồi, hấp dẫn chưa? Rồi đeo khẩu trang chưa? Đó, thấy chưa? Trời ơi cả nhà ơi. Đó, thấy cái ui này trời ơi, thấy cái này là no bụng rồi đấy. À, cái này là có thể mua về nhậu cũng được đó nha. Nha, có mì gói rồi á. Còn xương ống xương đầu đàn ông nào ơi. Có lý. Trời ơi, miếng nhiễu rồi đó. Chết gặp đang đói nữa anh hiểu không? Chết tôi kiểu nè, này anh chị coi nè. Tè chén súp để mình ăn mì khô nha. Đặc biệt một cái là nếu mà những người mà ta mà kiêng ăn á. Ừ. Kiêng ăn mà thấy kiểu này là sao kiêng ăn được rồi. Cái này kiểu này ăn kiêng luôn chứ không phải cái gì nữa. Mà ai mà ăn chay rồi nhìn vô cũng sao chịu chết nổi. Luôn. Trời ơi em xin lỗi nha, bầu trời Cali xin lỗi. Xin lỗi nha. Để không, đó là sự thật. Rồi sự thật. Rồi thấy kiểu này cái này á mình phải tự pha chế ra. Đúng, đúng. Một cái chén nước chấm. Đúng, riêng. Đúng. Chắc thêm cái dĩa nữa cho anh. Thấy không? Mời mọi người một cái. Đó. Chắc đây,
dĩa không nè cả nhà. Chắc kiểu này phải coi kêu rồi nó kêu đúng. Rồi để xuống giùm anh rồi đó. Wow, trời ơi, quá ngon luôn. Kiểu này sao đây hết được. Quá ngon luôn. Hấp dẫn quá anh nội ha. Rồi xong. Đó, đây là chén gan mình order thêm nha. Tép 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 vô tép vô chơi vô à vô vô vô. Trời ơi. Bây giờ là công đoạn cái này à. Đó, chơi vô đó vô trộn lên đó. Không cần biết em là ai đúng không? Đó. Chơi hết đi, kêu thêm dĩa nữa mà. Rồi cảm ơn đây nè. Rồi vô đây đây trộn nè. Rồi đó, có vũ khí rồi. Trộn nè. Trời ơi. Đó đây. Ui trời ơi. Đó. Thấy chưa? Quá ngon luôn. Này không biết ăn hết luôn. Cái mắt hình như nó bự hơn cái miệng rồi đó. À, cái này là khỏi cần đai hết luôn á. Gọi là đai ít luôn á. Thấy là thấy thèm rồi nè. Rồi vô đi. Rồi mời anh. Rồi mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Vô. Tới vô. Quá ngon. Pha một dĩa nước chấm này ha. Đặc biệt nè, cho miếng chanh vô cái dĩa chấm này nha. Rồi. Thì ai nhất ăn giống bầu trời Cali cứ ăn ha. Đó, chanh vô nè. Đó. Vô. Rồi nước mắm nè. Đó. Đây. Ít cho bầu lộn. Giấm hả? Giấm nước mắm. Nước mắm bên đây, không sao. Giấm với chanh cũng giống nhau thôi. Rồi, không sao. Không, vô. Nước mắm vô. Rồi. Nhiều vô. Đó. Rồi. Rồi, đó, qua đây. Rồi, ớt sa tế nha. Rồi, đây rồi, để đi. Anh pha chế giống như Việt Nam luôn hả? Ừ, ớt sa tế nha. Rồi. Giờ mình sẽ quậy lên. Đó. Cái này biết gì không cả nhà, chấm với xíu quách. Trời ơi. Thích. Đó, ngon rồi đó. Thấy không? Đó vô đi. Đó chết tôi luôn thiệt luôn á. Đó vậy này. Ngon quá. Này mình trộn cái hủ tiếu mình vô ha, cho miếng tương ớt vô nữa. Đó rồi. Xong luôn. Trời ơi. Ớt chua làm sao thiếu sót này được, có tỏi trong đây luôn nè. Trời ơi, nè anh Hậu. Vô. Ây da. Tôi thì tôi cho vô đây. Đâu cũng được á. Vớt đi, không vớt đi. Đó. Anh ăn ớt cay mà, cũng ngon. Vô đi. Đó, có lý rồi. Mời các anh chị nha. Vô. Vô. Trời ơi, chết tôi luôn. Có lý. Miếng này miếng gan không nè. Trời ơi. Coi nè. Nhìn nè, thấy hấp dẫn liền à. Lâu rồi mới ghé lại ăn rồi. Vẫn ngon như xưa. Vẫn ngon như xưa. Giá vô. Cái cọng hủ tiếu đó nó chín vừa tới, không dai không mềm quá, rất là thơm. Tôi nghĩ chắc cô chỗ đây có bí quyết. Đủ rồi. Okay. Ăn. Ngon quá. Tôi nghĩ là cái quán nào nó ta cũng có một cái bí quyết của ta làm phục vụ tốt quá ha. Để mình coi trong đây nè. Nhà ơi, trong đây là có tim nè, có gan nè, tôm nè. Trời ơi, con tôm bự vậy nè. Trứng cút nè. À, có cái hoành thánh chiên nè. Hoành thánh chiên. Có tim, gan, thịt nạc, bầm nè. Hình như có bao tử nè.
còn có bào tử heo nữa nè, phải không nè, bào tử heo nữa nè, mực nè, trời ơi thầy công nhận đầy đủ rồi á. Hình như tôi với anh gọi là giống như là hủ tiếu đặc biệt sao á, đặc biệt đặc biệt. Cái này là hủ tiếu đặc hợp cẩm chứ. Hợp cẩm, hợp cẩm. Ngon quá. Chắc từ này tôi với anh Vũ Văn Bạc tới đây thường xuyên quá. Có 11 đồng mấy con tô này là ừ. Rẻ quá trời. Nó vừa ăn, nó ngon mà vừa ăn. Giờ làm rớt không? Tôi chơi nè. Này ăn hết rồi tôi go nó đâu có sao đâu. Tôi go về cái tối quất tô mì gói hay gì đó bỏ vô cái là trời ơi. Vớt tay luôn đi anh trai ơi. Nhức nách, ở bóc luôn đấy. Cũng bệnh mà. Nè. Xí quách nè, chấm đây nè. Nước chấm. Không có hôi nha. Không hôi mùi thịt nè, thịt heo nha. Chứ cái này mà không biết luộc á. Ăn nó hôi lắm, nó hôi mùi, mùi xương á. Để nó thẩm thẩm. Không hôi luôn à. Giờ sao? Giờ anh muốn em phóng trà không? Đúng là nó bụng kiểu gặp cái này là thôi khỏi rồi. Đang đổi. Giờ sao giờ? Thôi chơi hết đi. Đó, giờ sao giờ? Ghé Nam Cali. Hãy ghé nó gì mì gõ ăn thử một tô mì ngay tại này. Để coi nó cái vị ngon như thế nào nha cả nhà. Tất cả các anh chị những tư bang khác. Thì Nam Cali là một trong những nơi mà thực phẩm, đồ ăn nhiều nhất, hàng quán đông nhất tại Mỹ. Cho nên là vô đây ghé đây á, phải biết những cái điểm ăn ngon. Đúng không? Giống như những tiệm này tiệm kia. Ghé ăn thử gì mì gõ ở đây, bảo đảm với cả nhà luôn, không thất vọng đâu. Xí quách nè. Nó mềm vừa tới ha, mềm. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi. Nhìn là thấy muốn ăn chứ không phải gì hết. Nó không có hôi. Mà thơm nữa là khác. Đúng không? Không có hôi mà nó thơm mùi thịt. Thì á là những người mà tao biết làm nhà hàng á, tao có biết à, biết quyết hết rồi. Chứ mà kiểu mà hầm thương ai cho biết, cứ mua về là hầm thôi. Đúng. Ăn cái này là chết thiên hạ nè, coi. Đó đó vậy nè. Nè, trong mấy bạn không? Cứ vậy luôn. Trời ơi, ăn nãy giờ. À đủ rồi em. À thank you em nhiều nha. Ồ mấy bé này phục vụ tốt ha. Ngon. Phục vụ rất là good luôn cả nha. Xương ống nữa nè. Tủy á. Đó. Mình thấy không? Cái tô này bự lắm luôn á. Mà mình ăn hết luôn rồi, các bạn biết không? Đây là cái tiệm mì gõ mà hơn 2 năm về trước bầu trời Cali đã quay một lần và được hưởng ứng rất là nhiều của các anh chị khắp nơi đến để ủng hộ cho quán. Nên là cô chủ cũng rất là vui khi bầu trời Cali quay trở lại đây lần nữa. Cổ vui lắm. Tôi nghĩ các Google anh Hậu ơi. Hết chứa nổi rồi. Cứ vậy nè. Cứ vậy không chịu sao chứa nổi. Có gì à. Quá ngon. Rất là đặc biệt là cái này là nước ngọt từ xương. Nói câu dở cho bà con nghe chơi vui. Ăn ngon mà nhức nách luôn á. Ăn ngon nhức nách luôn á. Mình bữa hát mình khám phá nhiều nhà hàng hơn nữa nào á.
mỗi một nơi nó có một cái hương vị riêng. Để giới thiệu cho tất cả bà con khắp nơi. Đặc biệt mà chỗ này chắc lên 2 pound quá, 4 pound chứ chết mà kiểu này chết. Tôi định ngưng rồi mà tôi nhìn cái dĩa nước mắm tôi chịu không có nổi, ăn tiếp. Nói gì thấy trâu xương rồi tôi vớt hết luôn mà. Húp nước lèo đã gì đâu thiệt luôn. À sướng đã không nhẹ. Rồi tôi ngưng á. Không à, bây giờ mình sẽ thưởng thức món cái gì, thức món chè nha, món tráng miệng nha cả nhà. Rồi cho nó qua đây đi. Rồi anh ăn, anh cứ ăn bình thường đấy. Đây là chè chè gì quên rồi, chè thái sầu riêng ha. Rất chút quá. Đây, chè thái sầu riêng. Dốc sắp đi. Mày qua. Chưa nào mà nó sướng như này hết. Nhãn, mít. Đó, ăn, đang ăn đã quá hả? Rồi rồi, chân trâu hột lựu nè. Đã không? Hột đạo quá. Này là chơi cầm luôn chứ cái cần chi kéo nữa. Ta nói rồi, ăn cũng giống như cái gì á, cá si vậy đó. Đã quá rồi. Coi nè, đó. Ồ, đã thiệt á. À, nhúng vô nha bà con, nhúng vô nè, coi này dớt nè. Nè. Ngon quá. Đây nước đá nha, bỏ vô trà thái. Mình ăn xong rồi phải có tráng miệng rồi, bài bản rồi. Đó. Rồi xong. Món này cô kia cô nói món này món gì? À, tàu hũ gì đó, tàu hũ nước cốt dừa. Cốt dừa nước gừng. À. Món này ở Việt Nam á. À. Nếu mà người nào không biết thì tưởng là cái này thạch không nha, thạch chè không nha. Không phải. Dạ ngon quá. Béo nước dừa béo. Thôi xong xuôi rồi đó. Đây nữa không? Đây hết cả tháng rồi, vô đây chắc chết quá. Đây hết bao mấy ngày giờ vô đây ăn hết sao đây hết nữa. Nè. Nước đường gần. Có lý vô luôn. Món này hồi xưa mấy bà gánh ở Việt Nam á, hay nói cái giá mà vớt. Đúng. Ăn xong đi chè nữa chắc về ngủ quá. Hả? Rất là ngon luôn. Nhìn thấy ngon không? Nó béo quá. Nhất thử đi. Hả? Nó mềm. Nó chè này rất là ngon, nó thơm. Nó không ngọt quá nha. Nó không ngọt quá đâu. Nó ngọt vừa. Thơm sầu riêng mà có nhiều mít nhãn đây nữa. Nói gì ăn ông ăn trước tôi coi nè, tôi hết luôn nè. Mình là không có hảo ngọt nha, không ngọt lắm nha. Tại cái chè này quất hết luôn rồi. Ghê không? Vô đi, vô. Vô. Chết tôi rồi. Rồi, ngon quá nậu ha. Ăn kiểu này chắc ngày mai khỏi ăn hả? Ngày mai nghỉ. Ăn giống như kiểu ăn bù á. Ăn đi hết nổi luôn hả? Trời ơi, bây giờ anh có cần à, bế anh ra xe không? Không, giờ tôi lăn chứ, tôi giờ chạy hết nổi rồi, anh cứ phá mấy con mà. Anh nghỉ coi nè. Thì trước giờ tôi ăn cao lắm một tô thôi, chơi kiểu này cũng được. Cái này là phải xe lửa nữa, là xe hạng luôn á. Mấy cái này là hạm luôn chứ xe lửa đó. Chắc vậy. Không, hủ tiếu có nhiều tiệm ở ngay Mô Sa mình lắm chứ.
Nhưng mà theo em là không có tiệm hủ tiếu nào mà chất lượng như ở đây. Từ gia vị nó vừa ăn và trong cái tô mình nó rất là nhiều món ha. Nó nhiều loại khác nhau nữa. Có nhiều quán vô cũng ít món, nó có gì đâu không à. Gấp một gấp là một hai món, một hai gấp là cũng hết rồi. Như là nhìn cái tô hủ tiếu nó không có hấp dẫn ha. Đúng, cái này đúng. Rõ ràng cái tô hủ tiếu là nó rất là hấp dẫn luôn, nó đầy đủ gia vị, gia vị đầy đủ. Hấp dẫn ngon. Cái đó mình nói tới hủ tiếu thôi. Coi cái tô súp nè. Coi tô súp là vừa ra là muốn ăn thôi chứ không, không có tô này có mấy đồng rồi nha cả nhà. Cái tô xí quách này có 4 đồng rưỡi rồi nha. Nè. 4 đồng rưỡi một tô bự vậy nè. Trời ơi. Đem lên không có từ chối. Cái này là hai người ăn một tô là được nha. Đó. Tại vì là mắc đói hơn bụng. Không, cái này chút nữa có gì mình tu go chứ mình không bỏ nha cả nhà. Chứ giờ là mình bỏ uổng lắm, phí. Tôi vô về tối đói bụng thì hâm lại quất quăng cái mì vô. Lại lon bia nữa. Rồi đó, đó. Đó, cứ vậy đi. Rồi khách cũng ra vô. Ừ. Thôi. Các anh chị đến Nam Cali hãy ghé để ăn thử. À. Nha. Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã xem video của bầu trời Cali và hẹn gặp lại cả nhà vào những video kế tiếp. Rồi, cảm ơn anh Hậu. Chúc các bạn và chú bác anh chị em mình sức khỏe dồi dào. Rồi. Và hạnh phúc. Rồi. Rồi bữa nào em sẽ mời anh Hậu đi những cái quán khác nữa. Rồi. Để mình khám phá những thức ăn để mà giới thiệu cho các anh chị khắp nơi. Làm món độc lạ đó. Đó, 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 đó. Đó. Những cái nơi nào mà mình biết thì mình chia sẻ lên cho cả nhà mình biết được những địa điểm. Để cho các khách tiểu bang khác, biết, dạ. Biết chỗ mà chọn lựa ăn, ăn ngon, không có kiểu mà uống tiền, uống tiền mình thôi. Cả nhà thấy không? Mình ăn hết tô bún luôn, hết ly chè luôn rồi. Cái này chỉ có hấp dẫn quá. Rồi. Ok, nên, cảm ơn các bạn cả nhà nha, bye bye. Ok, bye. Ok, em tính rồi. Tiền rồi vậy. Rồi xong.